Xuân Dũng mến chào toàn thể cô chú anh chị, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đang theo dõi trên kênh YouTube Xuân Dũng Tiền Nóng Tự Dân thân mến. Vâng, thưa các nhà, thưa quý vị, ngày hôm nay Xuân Dũng đang quay trở lại nhà của bé Trúc Ly, ngôi nhà mà có một hoàn cảnh rất là đáng thương khi mà cha mẹ bỏ rơi 4 đứa con cho người bà nội nuôi ở tại ấp 4, xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Vâng, câu chuyện của bé Trúc Ly thì vô cùng đáng thương. Thì thưa các nhà, hôm nay Dũng đầu xe ngoài kia và đi bộ vào. Đi bộ vào thì từ ngoài đó đi vào, bộ vào đây thì tầm khoảng độ 500 mét thôi. Con đường đổ đan bê tông, quanh co dưới những hàng cây xanh, cảm thấy cũng cho dù đi dưới trời nắng nhưng mà cảm thấy rất mát. Vì cái không khí nó rất là trong lành. Một người em của con nói là bị mất rồi, là vì sao mất? Con bị bại não. Bị bại não? Dạ. Vậy hả? Bản thân em này con chỉ biết mà mất. Tức là em có hai đứa em bị bại não luôn? Dạ. Đứa em bị kia là mất rồi? Dạ. Rồi cha mẹ cũng về luôn? Không ai về luôn. Vậy hả? Dạ thưa cả nhà, thưa quý vị, hôm nay ngày mùng 5 tháng 8 2022, Xuân Dũng quay trở lại nhà của bà Út Chòi hả? Bà Út Chía hay là bà Tư Chía? Út ha, dạ dạ. Thì cha mẹ đã bỏ rơi 4 đứa con là cho bà nội nuôi. Và đây là đứa bé Út mà đang bị bệnh bại não, quý vị. Thì hôm qua Dũng cũng đã đưa lên cái câu chuyện này rồi, và cũng đã hỗ trợ trước cho gia đình 3 triệu đồng. Sáng nay Dũng có nhận một cuộc gọi của một cô rất là lớn tuổi ở Mỹ, xem thì cũng xúc động lắm. Cô nói là cô sẽ gửi tiền về nhưng mà chưa gửi bây giờ, tại vì cô đang ốm, nhưng cô sẽ gửi tiền sau. Khi nào gửi được thì Dũng nhận thì Dũng sẽ quay lên để Dũng trao tiền. Còn bây giờ thì Dũng xin được phép trao tiền của hai mạnh thường quân vừa mới gửi tiền về. Đó là của chị Mỹ Chi, một bác sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh, hồi hướng công đức cho ba là ông Lê Văn Tâm, số tiền 500.000 đồng. Và của bạn Vân Huỳnh ở Cai Lệ, Tiền Giang, hỗ trợ 500.000 đồng. Dạ, rồi, con xin phép gửi cho gia đình ha. Tại vì con cầm một cái máy quay cho nên là trao cho mình tay thôi nha. Dạ. Rồi thì ủng hộ một chút để mua bánh sữa gì đó cho mấy cháu. Vậy quay vậy thôi, không có quay mấy nước nha. Dạ, thôi được rồi. Hôm qua quay rồi. Dạ. Dạ. Thôi cậu cũng nói tôi cảm ơn hai cô cho tiền mấy đứa cháu. Dạ dạ dạ. Dạ thì thưa quý vị, vì như Dũng đã nói thì Xuân Dũng không có bao giờ đi làm lặp lại hoàn cảnh của một người nào khác từ xưa đến nay rồi. Từ khi mà cái người đó đang quay mà họ thấy rằng là cái năng lực của họ quay đang còn thiếu, họ nhờ Xuân Dũng nữa thì Xuân Dũng mới đến chung tay cùng với nhau thôi. Còn chưa bao giờ mà Dũng xen vào một cái câu chuyện của một ai hết. Nhưng mà đây là một cái hoàn cảnh, một cái sự khác biệt so với những hoàn cảnh khác. Là lý do là mọi người đã hiểu từ cái câu chuyện ngày hôm qua. Cho nên là mới có cái sự trùng lập này. Cho nên là riêng với hoàn cảnh này thì Dũng không có vận động nha. Nhưng mà ai thương tình thì cứ gửi. Đúng ra này Dũng sẽ cung cấp ngay số điện thoại của gia đình mình cho mình thường quân luôn, để họ có thể liên hệ trực tiếp. Nhưng vì gia đình là vì một điều tế nhị cho nên là chưa có thể cung cấp được số điện thoại. Cho nên là ai muốn gửi thì cứ qua Dũng thì Dũng nhận và Dũng đưa tới thôi. Còn Dũng chưa có vận động. Vì ở đây đã có một kênh khác đang vận động rồi. Thì cứ để cho kênh đó vận động rồi giúp đỡ cho gia đình, đến đâu thì hay đến đó. Còn nếu như mà khi mà đến cái mức nào đó mà cần phải Dũng cần nhảy vô thì Dũng sẽ xin phép đường hoàng, quý vị ạ. Đó là một cái điều nguyên tắc của Dũng Sương giờ làm. Dũng không muốn là bởi nguyên tắc rằng là còn nhiều hoàn cảnh khổ cần giúp, đâu của mình cũng phải là cứ tập trung vô hoàn cảnh này. Những hoàn cảnh khác suốt ngày vẫn đang nhắn tin và kêu gọi Dũng nhờ giúp đỡ nữa. Đó là lý do mà Sương giờ Dũng không có bao giờ làm trùng lập với một cái hoàn cảnh nào. Đây là một trường hợp cá biệt mà thôi. Cô cảm ơn Dũng nhiều. Dạ, dạ. Con thương xót mỗi lần
nổi dầm mưa xuống canh thâu. Rau muống đồng nổi hái suốt đêm ở nơi đồng sâu. Mỗi lần gió lên là con tê tái trong lòng, nhìn nổi lúi thui trên đồng mà không mang áo ấm như ai. Bao năm tháng tảo tần, cuộc đời nổi sống cho con, mong mỗi ngày con lớn tâm thân sẽ nên thành danh. Tình nổi cho con còn cao hơn núi Thái Sơn. Tình nổi cho con còn hơn biển rộng sông dài. Cháu thật ngoan, nội ơi, con xin nội mãi luôn bên con. Vì có nội rồi, con không là đứa trẻ mồ côi. Nội ơi, bao nhiêu lời chất đầy tim. Ngoài năm tháng ngày xưa, nội ơi, đêm nay trời sao cứ mưa hoài, giống như bao lời của nội ngày xưa. Tháng tảo tần, cuộc đời nổi sống cho con.